Chương 1. Sáng tỏ. Nghe chọn bộ tại mê audio com. 19 phần 1. Hôm nay là sinh nhật của chị nó, một ngày đẹp trời, trong lành và mát mẻ, nó đang tung tăng đạp xe tới trường và vui vẻ hát ví von. Ê, heo, đợi tao lâu hát ca gạch dưới nó dừng xe bên ven đường nói chuyện versus một cô gái xinh xắn, tao hát ca phải heo mà tên là Thư, Vũ Đình Anh Thư nha mày, gạch dưới vấc, đây là Thư, bạn thân của nó, thôi, hát ca dởn nữa, đi học thui, chứ hát ca trễ giờ thì chết. Ừm, mà sao hôm nay vui vậy, sắp gặp Khánh nên vui chứ gì, thui, tao biết mà, mày thích nó phai hát ca. Hát ca có nha, thui lo nhìn đường kìa, hát ca có sao mặt đỏ vậy. Ha! ha, ha. Hai đứa vừa chạy xe vừa nói nhiều lắm, nhưng đây là chủ yếu, hai đứa tuy nhà giàu nhưng hát ca ai biết hết nha, trường Happy Forever. Trường SF là trường tư nhưng học phí bình thường, trường chỉ nhận SS giỏi và khá, mọi thiết bị trong trường đều hiện đại, trường rất rộng và có nhiều khu riêng, lớp 12A1. Vợ Khánh vô kia tụi bay ơi, B1, HK phai Khánh thích Linh sao, B2, Sàm Oa một Khánh là của con Mi, kho 6 gam phai của con Linh, B3. Hàng loạt tiếng trêu chọc của cả LP khi nó và Thư vừa BX vào, nó thì ngượng đỏ mặt, còn Thư đờ si thế của cả LP nên cũng trêu chọc nó, tụi bay kỳ Oa một tao versus nó HK có gì đâu. Sao tụi bay chọc tao versus thằng Khánh hoài dậy, HK có gì sao mặt đỏ dậy, B4 tùng. Tùng, tùng, tiếng trống trường vang lên giúp nó thoát khỏi cái LP nhiều chuyên và bắt đầu năm môn học của LP. 8, 12 giờ trưa. Tại một biệt thự nguy nga như cung điện có một căn phòng vô cùng sang trọng, trong đó có một nàng công chúa đang on Facebook a à còng Happy Birthday chị yêu, cảm ơn nhó, dáng học nha, khi nào giả chị dề thăm nhó, dạ, pai chị ưm, đó là màu tin nhắn của nó và chị nó trên face ba mẹ và chị nó sống ở Mỹ. Còn nó thì sống độc lập ở Việt Nam nhé, hay là mì vào nick Khánh chơi tí nhỉ, dòng suy nghĩ của nó, nó có anti versus link nữa sao, xem nào. Nó độc thoại một mình dùi vào coi tin nhắn của Khánh và Linh, vì Khánh cho nó nick của mình nên nó mới vào đờ si nhé, hay, có gì hát ca, tê hỏi này ns thịt nha, ưm, mày thích thk hát ca, bì thường à, one nha. Để suy nghĩ lại, ưm, suy nghĩ đi, nó bất ngờ tia x những dòng tin nhắn mình đọc được, nhưng tại sao nó hát ca khóc, hát ca đau có phải nó hát ca thích Khánh hay những tình cảm của nó dành cho Khánh chỉ là một người bạn thân khác giới, bây giờ nó dối lắm. Chương 2. Gặp mặt, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Mấy ngày sau đó, nó đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Khánh, thì ra là say nắng, cũng may là nó không lún nặng lắm, hên thịt chứ hát ca sau này. Bây giờ, LP HK chọc nó vs Khánh nữa, vì Khánh đã công khai hẹn hò vs Linh, nó vẫn vui vẻ, lạnh lùng, nghiêm túc, điên điên như thường ngày. Sáng thứ hai 6 trong 3. Tại trường SF, heo, cho tao ăn kẹo vs, sao vợ chồng mà HK chia sẻ gì hết mày. Nó versus help LP chọc là less nên hai đứa thuận theo LP cho dùi luôn. Hát ca kẹo này của tao, tự mua đi mày, chị heo xinh đẹp ơi, cho em ăn versus he. He, ok, cho cũng đờ si, mày phải bao tao đi ba tối nay, thư nói nhỏ, hả? Mày đi ba là uậy như cái gì dậy á, làm tao phải cực khổ đưa mày về, mệt chết đi được, dậy thui, kẹo sô-cô-la này quá ngon, hàng ngoại nhập, hết số lượng rùi, có tiền cũng hát ca mua đờ si, ươi. Tại sao ta lại bị quyến rũ bởi sô-cô-la đắng dậy nè, thui, ok, đưa kẹo đây, ha. Ha, đây nè, ưm, m m ngon quá, anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em trả lại anh yêu thương ấy xin người hãy về nơi đây bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại những giọt nước mắt lăn dài trên mi cứ thế anh biết phải làm sao tình yêu trong em đã mất phai dần đi theo gió bay còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh em đi xa quá em đi xa anh quá có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không? Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Chắc ai đó sẽ về sơn tùng gạch dưới MTP, điện thoại nó reo lên. Dạ, mẹ điện con có gì hát ca, con thu dọn đồ rùi xuống sân đi, ba mẹ trước cổng trường con nè, u à, hôm nay con còn học mà mẹ, hôm nay con xin phép nghỉ đi, xuống mau đi, tốt. Tốt, tốt nó chưa kịp nói thì mẹ nó đã tắt máy nó cũng chưa hiểu gì nhưng mẹ nó nói thì thui làm theo TIAX dùi tính huệ LP trưởng mày xin thầy cho tao nghỉ hôm nay nha nhà tao có chuyện nên về T.A.X. um pit ui nhà mày bị gì ạ à? thư HK pit thui tao đi T.A.X., có gì kể sau chầu ba để bữa khác trả mày nó vừa đi vừa nói vọng lại vs thư trước cổng trường SF trước cổng trường có một chiếc xe bảy chỗ đắt tiền và hai người trung niên một nam một nữ rất sang trọng, nó đang dắt xe đạp ra, mi, ba, mẹ, để ba đem xe lên, đã nói kêu tài xế đưa rước mà hát ca chịu. Con pít ba mẹ thương con mà, nhưng con muốn chạy xe đạp thui, đờ si dùi cô nương, mẹ pít con óa mặt thui, lên xe đi, dạ, ủa, ai dạy mẹ, nó chỉ tên con trai trong xe, tí mẹ nói, dạ, khi đã xong mọi việc bà mẹ nó cũng lên xe, nó thì ngồi ngoài sau versus tên con trai, lâu lâu tên con trai lại nhìn nó rùi cười nhưng hát ca ai thấy, nó thì mải mê coi phim Pinocchio trên cái iPad, nê hát ca chú ý. Nhưng nó từ lúc gặp tên con trai đã hát ca ưa rồi, con trai gì mà da trắng hơn con gái, lông mi thì dài và cong, mặt thì điển trai, mắt thì to, nhìn vào sẽ bị cuốn hút, mặt thì lạnh như tiến chắc là một tên lăng nhăng lắm đây, mà nó chúa ghét vì. Sau này Pit biệt thự Princess Coley. nhà cũng hát ca thay đổi nhỉ, con chăm sóc mấy hoa hồng nhung của mẹ tốt lắm, cảm ơn con nha, mẹ nó, dạ, để con kêu chú quân, quản gia, đem đồ lên cho mẹ và ba, ba mẹ cứ nghỉ ngơi. Tí làm cơm chưa xong rồi con sẽ kêu, nó, ưm, vậy ba mẹ lên phòng tia x, tí nói chuyên sau, lâu rồi cũng hát ca ăn cơm con nấu, mẹ nó, à, anh sẽ ở phòng kế con, đờ si hát ca, ba nó giờ mới lên tiếng, dạ, ba sắp sao cũng đờ si. Con hát ca có ý kiến, nó, ưm, vậy ba lên tia x, anh quân à, nhớ đem đồ của Minh Anh lên kế phòng của cô út nha, ba nó dặn dò, dạ, tôi sẽ đem lên ngay, quản gia quân 11. 30 am, trong phòng ăn, con nấu ăn càng ngày ngon nha, mẹ nó, hi. Hi, nhưng sao bằng mẹ chứ, trong bữa cơm có lẽ chỉ có nó và mẹ nó nói chuyên, ba nó thì đôi khi có nói vài câu, còn tên con trai, hắn thì chỉ ăn, hát ca nói gì nhưng cũng chú ý đến câu chuyện sau khi ăn cơm xong, nó thì rửa chén, nó hát ca muốn có người hầu, nhưng ba nó cho quản gia quân theo nó, rùi ra ngoài phòng khách, con sắp xếp cho Minh Anh học chung LP vs con, chắc hát ca có vấn đề gì chứ? Ba nó nói vs nó khi nó vừa ngồi xuống, dạ con là chủ tịch mà, dễ như chơi, nhưng mà ông vô học thì đừng nói tôi là chủ tịch nha, nó nói vs ba nó xong thì lạnh lùng dặn dò hắn, dạy con nhớ giúp đỡ nó nghe ba nó, dạ, à mà hắn là ai dây, sao về chung versus ba mẹ, nó chỉ hắn, à. Ưm, ừ, Minh Anh là con của bạn ba con, cũng là vị hôn thê của con, sau này nó sẽ cùng học chung versus con, mẹ nó bối rối trả lời, còn nó nghe xong thì đơ luôn rùi chạy lên lầu để che những giọt NX mắt sắp rơi ra. Nhưng hắn đã thấy và cũng buồn khi nó khóc nhưng hát ca hiểu vì sao lại buồn, a à. Pít ủi nghe chương ba bạn mới nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com vài ngày sau kể từ khi biết hắn là vị hôn phu nó lạnh lùng hơn hẳn và nghỉ suốt nguyên tuần ở nhà để ổn định lại tinh thần sắp xếp việc tập đoàn nó là tổng giám đốc tập đoàn jv và giải quyết những việc sau này pit tuy nó biết hắn cũng như nó cũng bị gia đình sắp đặt nhưng nó vẫn hát ca thích chuyện này vài ngày oan nó biết hắn cũng là người tốt tính cách tương đối giống nó nên nó cũng có thiện cảm versus hắn, nó cũng biết bọn con nhà giàu như nó đâu có quyền tự lựa chọn con đường riêng cho mình, bây giờ nó ước được như những người bình thường, có một số tiền đủ sống. An nhàn oa ngày thôi. Sáng thứ hai tuần sau, 6 giờ 37, tại LP12A1 sao giờ này mà con mi chưa dô nữa ta, nguyên tuần tx nó mất tích luôn, hỏng lẽ bữa nay nghỉ nữa trời, thư than vãn vs. vài đứa PN trong LP, chắc tí nó dô ấy mà, đừng than nữa, nhức tai quá, B1 ưm. Mày nói hoài tao mệt ghê nha, vì cây mày tí dô, làm gì lo dữ ạ, à? B2 và cứ như dậy, thư cư 8 vs. mấy đứa trong LPT ủng. Tùng, Tùng tiếng trống vang lên mọi người đều vào chỗ ngồi nhưng ai làm việc nấy người thì tắm người thì nghe nhạc ngủ hay chơi game nhưng mọi hoạt động đều dừng lại khi thầy giáo thân yêu của lp nó vào nhưng hay thịt ông thầy vừa tới cửa lp thì ai na ý đều im lặng học bài hay nhờ hôm nay lp ta sẽ có hai pn mới mời hai em ông thầy vừa nói thì cả lp nhốn nháo hẳn lên để xem thành viên mới của lp mình oa wow đẹp trai quá, gần một, người đâu đẹp dậy nè, gần hai, thường thui, sao đẹp bằng tui, boy một, đúng là một lũ hám trai, làm như LP này không có trai đẹp hỏng bằng, boy hai, kệ tụi tui, mấy ông đẹp bằng người ta hông mà nói, gần ba. Vậy là hàng loạt tiếng bàn tán vang lên, bọn con gái thì cứ đưa mắt hình trái tim, bọn con trai thì trêu chọc bọn con gái và ganh tị versus hai hắn, nhưng hát ca có ý xấu nha. LP này hòa đồng mà, hai chàng trai BX lên bục, còn nó thì từ bên ngoài ung dung BX vào LP TRX, sự ngỡ ngàng của LP, chào thầy, vì nhà em có việc nên đến trễ ạ, à, nó lễ phép, hát ca sao đâu, em vào chỗ đi. Thầy Hùng giáo viên chủ nhiệm LP nó nói, ổng thương nó vì nó học giỏi mà ngoan nhé, nhưng ổng đâu biết nó là đứa quậy ngầm, dạ, nó nói xong thì xuống chỗ ngồi, bây giờ hai em hãy giới thiệu về mình đi, thầy Hùng nói. Trần Minh Anh, hắn lạnh lùng nói, cười nhếch miệng nhưng lũ con gái cũng mê mẫn, chào mọi người, mình là Trương Nhật Minh, mong mọi người giúp đỡ nhé, Minh nở nụ cười tươi. Một lần nữa, làm mấy gơn trong LP điên đảo, chúng em ngồi ở đâu, hắn hỏi thầy cọc lốc, anh sẽ ngồi kế mi, còn Minh ngồi kế thư, vừa nói ông thầy vừa chỉ xuống hai bàn cuối dãy bốn mà nó và thư đang ngồi hắn và Minh thì đi xuống versus nỗi thất vọng của bọn con gái và bọn con trai đang thầm mến hai nàng sao sơ đồ LP. D4, D3, D2, D1. Nó, hắn, Minh, Thư, chào PN, PN cho mình dô đờ si chứ, Minh, ưm, PN cứ tự nhiên, dậy là xong, hai người này ăn nhập versus nhau nên nói chuyện suốt hai tiết, còn hắn thì đi xuống ngồi vào chỗ rồi gắn tai phone nghe nhạc, lâu lâu nhìn nó. Nó thì gắn mác học sinh gương mẫu nên chăm chú học bài, hát ca chú ý chuyện sung oa tùng. Tùng, tùng, tiếng trống vang lên kết thúc hai tiết học, bây giờ bụng nó đói meo vì sáng giờ có ăn gì đâu, dậy là giờ ra chơi đã cứu mạng nó, mi, đi xuống căng tin thui, đói quá nè, thư làm nũng, ưm, um, tao cũng đói ui. Sáng giờ có ăn gì đâu, hai người đi chung chứ, nó quay sang hỏi hai hắn, ưm, um, hắn, ưm, um, mình cũng đói ui nè mình cũng làm mặt nũng vs thư làm thư hơi đỏ mặt dậy là cả bốn đứa nó và hắn cùng xuống căng tin vs sự dòm ngó của bao người bọn nó và hắn chọn một chỗ khuất gần cửa sổ nhưng vẫn là tâm điểm cả trường thư và minh thì lấy đồ ăn cho hắn và nó giờ còn nó vs hắn ngồi đó thui minh là pn của anh nó tuy hỏi hắn nhưng mặt thì nhìn ra cửa sổ nhìn xa xăm ưm ba minh là tổng giám đốc của tập đoàn nhà tôi hắn nhìn nó trả lời nhẹ nhàng, bây giờ hắn mới nhìn kỹ nó, gương mặt tròn trĩnh, hai má phụng phiệu ửng hồng, đôi mắt to, mi dài cong vút nhưng sâu trong đôi mắt như chứa một nỗi bùn, sóng mũi cao. Đôi môi đỏ tự nhiên, đầy đặn, da thì trắng hồng, thức ăn tới ùi đây, tiếng nói của Minh vang lên làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hai hamburger tôm, kem sô-cô-la, kem vani cà phê sữa và cà phê đen đen đây, mày lấy gì, thư, cảm ơn mày nhé, tao lấy hamburger, kem sô-cô-la, cà phê đen, ngồi xuống ăn đi, nó, ưm, bộ mày mỗi ngày hát ca uống cà phê đen là chết à. Minh à, ông chỉ ăn mì thui sao, thư nói versus nó xong quay qua hỏi Minh, đâu có, của mình là mì, coca, hamburger, còn cái dĩa sushi tôm và cà phê đen là của anh, Minh nói, ưm, thui ăn nào, mà tối mình đi ba nha, thư ra lời đề nghị ý hay đó mà ba nào dậy minh Barrett và black dc chữ um ok vây tối nay 9 không không gặp um còn hai người đi chứ thư quay sang hỏi nó và hắn um ok hai đứa cùng trả lời ok quyết định dậy đi tối nay gặp thư hớn hở cuộc trò chuyện dừng lại ở đó bọn nó và hắn ăn xong tiếp tục ba tiết học còn lại, rồi cả đám về nhà, mình cũng về ở chung versus nó và hắn sau khi hỏi ý nó, ba mẹ nó đi Mỹ nữa ủi nhé. Chương 4, Barrett và Black, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. 9, 12 giờ trưa tại Barrett và Black. Kít, kít hai âm thanh vừa phát ra mọi người xung quanh ba đều nhìn lại hai chiếc xe mô tô phân khối lớn một chiếc màu đen một chiếc màu xanh dương trông nam tính và sành điệu đã gây ra tiếng động hai chủ nhân của hai xe đó hát ca ai khác ngoài hắn và minh hai người vừa tới đã thu hút sự chú ý của cả đám gơn oanh đó hai người vừa cởi nón bảo hiểm thì cả đám con gái đều la hét đưa mắt hình trái tim chém ghê thịt chiếc xe màu đen là của hắn hắn bx xuống xe sau khi cởi nón thì thấy thái độ của bọn hám trai sung oa thì cười khinh miệt dậy mà bọn con gái vẫn đổ rầm rầm khác vs nụ cười tươi của minh nhưng sức công phá của hắn và minh cũng như nhau Hôm nay hắn mặc quần jean đen phá cách versus đôi bút đen đính hạt cùng áo sơ mi đen bỏ ngoài, không cài hai nút trên làm vẻ quyến rũ và lạnh lùng của hắn tăng lên nhiều lần tập đoàn đen. Còn Minh thì áo sơ mi xanh dương bỏ ngoài hát ca cài hai nút áo trên giống hắn làm Minh trở nên nam tính chứ hát ca trẻ con như thường ngày versus quần jean đen và đôi bata xanh dương, rùi cả hai vào ba. Két, két. Sau khi hai hắn đi thì cũng tới hai nó, nó đi xe ô tô mui trần màu đỏ trông cá tính và mạnh mẽ, còn thư thì xe ô tô mui trần màu trắng trông nữ tính, hai nàng vừa BX xuống xe thì sức cốc phá còn hơn bọn hắn. Bọn con trai thì chảy máu mũi, có người phải nhập viện, chém kinh dữ, bọn con gái thì ganh tị, ngưỡng mộ. Hôm nay nó mặc chiếc đầm màu đỏ cúp ngực ôm sát thân làm lộ ba vòng cực chuẩn của mình chiếc đầm của nó chỉ dài tới ngang đùi lộ ra đôi chân thon dài HK tì vết và làn da trắng hồng dạng rỡ player câu mà versus đôi giày cao gót màu đỏ trông nó thật quyến rũ nhưng HK kém phần lạnh lùng làm người ta HK dám nhìn thẳng vào mắt tóc thì thả tự nhiên tập đoàn đỏ nét còn thư thì nữ tính hơn rất nhiều nhờ vào chiếc đầm cúp ngực màu trắng dài ngang đầu gối, đuôi váy xòe ra đủ vừa làm thư như một nàng công chúa bx ra từ truyện cổ tích versus đôi giày búp bê màu trắng nốt tóc thì thả xuông vén oà một bên còn đây là tập đoàn trắng dùi cả hai bx vào ba luôn vừa vào ba là tiếng nhạc đập vào tay bọn nó, cùng versus cả đám nam nữ nhảy nhót, nó giờ đã thấy hai hắn đang ngồi một góc khuất đang uống rượu, nhưng có cả đám con gái vây oa mặc đồ hở hang như hát ca mặc đồ. Còn bọn hắn thì lạnh lùng hát ca chú ý tới, mặc bọn con gái rủ nhảy. Nó và thư định BX lại chỗ hai hắn thì nè cô em nhảy versus anh nha nó và thư bị chặn lại bởi cả đám con trai tên cầm đầu vừa định ôm nó thì nó định đánh lại nhưng một người đã nhanh hơn nó á à, tên con trai định ôm nó bị một người con trai khác đá văng ra xa làm mọi sự chú ý của tất cả mọi người về phía nó và tên con trai cô hát ca sao chứ, tên con trai hỏi nó, chính xác là hắn, hát ca sao, cảm ơn anh, nó cười nhẹ làm hắn bị hút hồn, tụi bay, đánh nó cho tao, tên con trai vừa bị đánh kêu đàn em của mình đánh hắn. Bây giờ một cuộc chiến đã xảy ra, hắn và mình, mình chạy dô tiếp, đánh versus 7,8 thằng con trai đô con, bạm trợn nhưng chỉ sau năm, thì cả đám đều bị hắn và mình đánh hát ca còn một đứa tên cầm đầu thấy dậy liền chạy trốn versus bọn đàn em, bây giờ mọi người đều tiếp tục nhảy nhót, uống rượu. Thư hát ca sao chứ, hôm nay thư đẹp lắm, mình chạy lại chỗ thư đang đứng hỏi thăm làm thư một lần nữa đỏ mặt, bị điện giật chắc luôn, mình. Minh hát ca sao đâu, thư ấp úng trả lời, nó thì đứng nhìn cũng đủ pít thư và Minh thích nhau nhưng hát ca ai pít thui, cô sao rồi, có bị thương đâu hát ca, hắn cũng hỏi thăm nó, hát ca sao đâu, còn anh, tuy nó nói ngắn gọn, lạnh lùng nhưng hắn cũng vui vì nó đang oan tâm hắn, hi, hi mình hát ca sao đâu hắn cười tươi khác vẻ lạnh lùng hằng ngày nó thì bị thu hút ở nụ cười ấy nên có phần ngạc nhiên vì hắn nếu có cười thì cũng chỉ là cười khinh cười nhạt còn hắn cũng ngạc nhiên hát ca kém vì hắn đã cười tươi versus nó người thứ hai làm hắn thoải mái đến dậy người đầu là minh đó ưm um, anh cười đẹp lắm chúng mình vào phòng vip một đi nó nói ưm um, ok ok cả ba đứa còn lại nói dậy là cả bốn đứa vào phòng vip một nói chuyện, hôm nay đặc biệt nó và hắn đều cười, cả bốn đứa sau một lúc nói chuyện thì ra sàn nhảy. Mọi người một lần nữa bị nhập viện bởi bốn đứa nó quá đẹp mà, dùi cả bốn về nhà 11. 12 giờ chưa tại biệt thự nhà nó. Nó, hắn và Minh sau khi về nhà thì ai về phòng nấy? Tại phòng Minh thì vừa vào phòng đã đi tắm và đi ngủ và đặc biệt tối đó đã mơ thấy thư, ê. Nghĩ lắm nha, còn phòng hắn thì sau khi hắn vào phòng thì đi tắm, sau đó lên giường nằm và nghĩ đến thái độ của nó đối versus hắn hôm nay dùi cười một mình, tự kỷ, hắn vui lắm vì hôm nay nó cười nhiều versus hắn. Cũng bớt vài phần lạnh lùng đi, nhưng hắn lại suy nghĩ tại sao dù nó vui cỡ nào, lúc bên thư và di đờ nó thì đôi mắt đó vẫn kiên quyết nhưng u bùn, hát ca thể nào vui lên được có lẽ hắn đã bị nó thu hút vì ánh mắt đó và hắn muốn mình là người làm nó vui thật sự chứ HK giả tạo như vẻ bề ngoài và tự hứa versus bản thân quá khứ sẽ hát ca lặp lại. Đến phòng nó thì có một nàng công chúa đang tiếp tục. On Facebook A à, còng, may có ve ra có thiên cam versus anh ui phai hát ca, ưm, có le dai, nhắc sao may pit tao có thiên cam versus anh, tao la pn may ma tao hát ca đam noi la pn than cua may vi tao pit may xe hát ca co ngoa bàn than đát su vì nếu tao la pn than cua may thì chuyên gì mày cắt noi versus tao ui chương Nam, gặp lại nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ, chim hót líu lo, hoa thơm đua nở, nói chung là trời rất đẹp. Đóng ngoặc đơn chấm. Mì ơi, thức dậy đi học kìa, hắn nhẹ nhàng đánh thức nó, cho mình ngủ tí đi mà, nó chưa mở mắt mà phụng phịu versus hắn. Làm hắn muốn hôn nó vì gương mặt bây giờ của nó thật sự đáng yêu như con mèo con muốn vỗ về. Bây giờ là hơn 7. Không không ủi đó nghe, hát ca thức là trễ học gắng chịu, mình đi TAX đây, hắn nói xong thì BX ra ngoài, hắn sợ mình còn ở đây chắc hôn nó mất sau khi hắn đi chừng năm thì nó mới ngộ ra câu nói của hắn rùi vọt vào nhà tắm làm VSCN, sau 10 thì nó đã chỉnh chu versus bộ đồng phục của mình rùi thầm chửi hắn sao lại đi TAX bỏ nó một mình ở nhà. Nhưng thui việc quan trọng của nó phải đến trường nhanh chứ HK đường đường là học sinh gương mẫu TAX mặt thầy cô mà đi trễ thì nhục mất. Nghĩ vậy nó liền chạy một mạch xuống nhà, nhưng cảnh tượng gì đây, hắn và Minh thì an nhàn ăn sáng, hát ca một chút được gọi là vội vã. Nè, sau hai người chưa đi học, ít trễ rùi hát ca, nó nóng giận nên la lớn, nhưng cả ba người, hai hắn và quản gia, đều cười to. Thưa tiểu thư, bây giờ chỉ mới hơn sáu. Không không thui ạ, à, bác quân cười hiền, quản gia đó, sau này mình sẽ là bác quân, nó thì mới ngộ ra là mình bị hắn lừa rồi đưa cặp mắt nảy lửa về phía hắn ơ tại mẹ bảo mình nếu nói mi bị trễ học thì mi sẽ thức dậy ngay hắn ấp úng kêu mẹ luôn sao ghê nha, thì ra là mẹ sao thui hôm nay bỏ oa ăn thui nó dịu giọng lại rồi cả ba đứa cùng a à tính tong tính tong tiếng chuông cửa nhà nó vang lên, bác quân xem dùm con ai đến dậy, vâng, thưa tiểu thư, bác quân ra mở cửa thì là thư, hôm nay nhỏ đến nhà nó ăn sang chung sẵn rủ đi học là mày sao? Oa à nhà tao ăn sáng chùa phải hát ca, mi chọc thư, mày kỳ quá, giờ cho tao ăn hát ca, hi hi. Bác quân lấy một phần cho thư dùng con nhé. Dạ vâng, sau khi bác quân lấy phần thức ăn cho thư thì cả bốn đứa vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì cả bốn đứa đi xe đến trường bằng xe hơi, nó thì màu đỏ. Hắn thì màu đen, thư thì màu trắng còn minh thì màu xanh dương, chưa đủ tuổi mà chạy mắc ham. 6. 38 trường SF. Kết. Như vậy lần lượt bốn xe của bọn nó và hắn chạy vào bãi giữ xe, cả đám học sinh của trường HK biết ai là chủ nhân của những chiếc xe đắt tiền đó. Vì là trường tư dành cho học sinh giỏi khá nên đại đa số là con nhà giàu, rất ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng từ đó đến giờ học sinh đa số được đưa rước, nếu có tự chạy xe thì là xe đạp, đạp điện, xe máy, tai ga. Chứ HK có người chạy xe hơi đắt tiền như vậy rốt cuộc sự tò mò của cả trường cũng được thỏa mãn, khi cả bốn xe đều mở cửa một lượt, cả học sinh đều bất ngờ vì hai người mới chuyển đến gia đình lại giàu đến dậy. Nhưng cả trường ngạc nhiên hơn khi hai đứa nó cũng đi xe hơi đắt tiền hát ca kém vì thường ngày chỉ có hai đứa nó đi xe đạp thui nên ai cũng tưởng bọn nó là gia đình khó khăn, mới vào đã gây sốc ui bọn nó và hắn bỏ qua những lời bàn tán rùi cùng nhau về LP, bỏ ngoài tai những lời nói xấu hay khen ngoài sau lưng lớp 12A1. Giống như cảnh tượng dưới sân, trên LP bọn nó cũng bàn về cả bốn đứa vì sao lại đi xe hơi. Nhưng bọn nó như hát ca nghe thấy gì, bọn nó biết cái LP này có tật nhiều chuyện nên chuyện này chắc sớm chìm thui, nên hai đứa như thường ngày. Nó gắn mác học sinh gương mẫu nên lấy bài ra vừa học trừ nó thuộc hết ùi, còn thư thì kiếm PN trong LP nói chuyên, còn hắn thì luôn như dậy, gắn headphone nghe nhạc rồi nhìn nó, mình thì chơi game hoặc ngủ. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống vang lên, ai đều vào chỗ nấy, riêng nó, hắn và Minh vẫn hát ca đổi tư thế, thư thì về chỗ ngồi nhưng vẫn tám versus mấy đứa gần bàn, bó tay versus chị này luôn nhưng được một lúc thì LP im hẳn vì ông thầy thân yêu của bọn nó cũng vào LP. Hôm nay LP ta sẽ có học sinh mới. Các em hoan nghênh nào, ông thầy vừa dứt câu thì LP gieo hò ấm ý vì sắp có ma mới. Từ ngoài cửa BX vào là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, mang nét ấm áp đáng yêu cả LPI cũng gieo họ ẩm ý và tiếp đến là những ánh mắt hình trái tim của bọn con gái và những lời trêu chọc của bọn con trai, riêng bốn đứa nó vẫn hát ca để ý đến, xin chào, mình là Nguyễn Duy Bảo. Rất vui được làm PN vs mọi người, mình vừa du học ở Mỹ về nên mong mọi người giúp đỡ nhé, bảo nói xong cười hiền hòa làm bọn con gái ngất ngây, mi thì giật mình đứng dậy nhìn bảo. Còn hắn thì ngạc nhiên vì thái độ của nó, là bảo thật hả, nó ngạc nhiên, PN là mi hả, bảo ngạc nhiên hát ca kém. Còn cả LP cũng bất ngờ vì nó uân biết versus bảo ngay cả hắn cũng dậy và hắn cảm thấy ghét người tên là bảo TAX mặt. Ô là lá, nghi ngờ tới đỉnh cao.